Chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếng Trung.vn sẽ quay lại với các bạn về phần bài tập chữa bài tập của bài 19 giáo trình Hán ngữ A. Các bạn giờ trang 37. Đọc cùng với mình nhé. Bắt đầu. Quản sắc. Quản sắc. Siêu si. Siêu lì. Lên xí. Lén xí. Tư liệu. Trừ liệu. Sân tư. Sân tư. Uy xí. Phụ xí. Thú sư quản. Thư viện. Bố ưu quản, bảo tàng. Tạ sứ quản, đại sứ quán. Thị ưu quản, cung thể dục thể thao. Uấn khoa quản, cung văn hóa. Thiên uấn quản, đài thiên văn. Sang phần đọc to rõ ràng. Trang 38. Hào ba, truy ba, chầu ba. Khưa ba, trư ba, khan ba. Cân ba bà y chỉ truy. Cân thúng xuế y chỉ xuế. Cân phấng yêu y chỉ khan. Y chỉ truy ba. Phụ xí khơ vấn, phụ xí ủy phả, uy xí sân chứ, uy xí ủy phả, tráng khan tên ỉnh, tráng khan tên sự, tráng phụ xí khơ vấn, tráng uy xí sân chứ, tráng truy thú sư quản, bù tráng trư mán thâu, bù tráng khơ bí chiếu, bù tráng khan tên ỉnh, bù tráng truy thú sư quản, khấn sảo khan su, khấn sảo khơ chiếu, khấn sảo truy thú sư quản, khấn sảo toan len. Sang bài thay thế. Nì cân của y chỉ duy hảo ma hảo ba. Trong câu này mà ly của bằng hiệu tha tha mân của mân lão sư. Câu 2. Nì tráng truy thú sư quản à ủa tráng truy thú sư quản nì truy nì nữa ủa dễ tráng truy. Trong câu truy duy lão sư đi phòng đọc khan ten sư toan len sân thì xỉa khan chữ uy xí sân chữ chuẩn bị từ mới phụ xí khơ huấn ôn tập bài khóa. Mẫu 3 trang 39. Ní quản sang trắng xua sớm ơn của trắng xua len xí khan ten sư phụ xí úy phả ôn tập ngữ pháp uy xí khơ huấn thinh à xỉa khan chữ viết chữ Hán thinh in nhuệ nghe nhạc. Mẫu 4 nỉ trắng truy thú sư quản ma của bù tráng truy thú sư quản khan ten sư phụ xí khơ huấn uy xí sân chứ xỉa xin chia su mượn sách mải trá chữ mua tạp chí. Chọn từ điền vào chỗ trống bài 3 trang 39. Quản sang của bù tráng khan ten sư mình thiên nỉ cân của y chỉ truy chẩm yang quản sang của chua len xí khu trưởng khan ten sư chi theo quản sang nỉ uy xí khơ huấn khái sư phu xí sân xứ tha chủng trại thú sư quản trá tư liệu của chủng trại su sơ chua len xí sinh chi thiên của yếu sứ khâu trai su sơ siêu si yếu sứ khâu cân phấn yêu y chỉ quán. Bài 4 thêm tân ngữ thích hợp cho các động từ xuế xí khan ủy, xuế xí in ủy, xuế xí phá ủy, xuế xí dư ủy. Trang 40, phần 2. Chu khứa này, chu Bảy Trinh, chu Sang Khải, chu Chén Phủ Trai, sống ở Campuchia. Mẫu 3. Chu Phan, chu Mán Thậu, chu Bao Tử, chu Chảo Chữ. Chúng ta đi tiếp. Khưa là uống. Khơ kha phây, khơ bí chiểu, khơ níu nải, khơ trà. Mải su, mải y phụ. Mải máu y. Mải chữ thiện. Chảo là tìm. Cháo lão sư. Cháo mã ly, cháo phần chữ. Cháo cầu râu, tìm thịt chó. Ví dụ thế. Sắp xếp từ thành câu. Nỉ cân uổng y chỉ truy thú sư quản ba. Mẫu 2. Ủa khấn sảo khan ten sư dễ khấn sảo khan ten hình. Mẫu 3. Ủa chứ hiểu ý cơ ti thị. Mẫu 4. Xe ủ ủa cân mã ly y chỉ truy in hàng buổi chiều tôi cần cùng Mary đi ngân hàng. Mẫu 5. Ủa tự phán chen ú thai an trinh căn phòng của tôi không được yên tĩnh lắm. Mẫu 6. Tha bù tráng
Cha Duy Lạc Sư Khan Su, cô ta không thường xuyên ở phòng đọc đọc sách. Quản sạng của Phu Sĩ Khơ Huấn Uy Sĩ Sân Sứ, hôm nay buổi tối thì tôi ôn tập bài khóa và chuẩn bị từ mới. Trả lời câu hỏi bài 6 trang 40. Nỉ tráng truy Trung Quốc, nỉ tráng khăn Trung Quốc tên hình mà, của tráng khăn Trung Quốc tên hình. Nhớ với loại mẫu bài tập dạng này, người ta hỏi gì các bạn phải trả lời đúng mục, cả chủ ngữ cả vị ngữ để chúng ta ăn điểm tuyệt đối. Còn ra ngoài chúng ta nói khẩu ngữ thì chúng ta có thể nói đơn giản hơn, nhưng mà trong bài là cứ phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Chúng ta đi tiếp. Quản sang nỉ tráng xuất sớm mơ, quản sang của tráng truy cung nguyên hoàn, ví dụ thế. Nỉ tráng cân thúng xuế y chỉ xua khan ủy mà, của u tráng cân thúng xuế y chỉ xua khan ủy. Nỉ tráng uy xí sân xứ mà, của tráng uy xí sân xứ. Sang khơ thực khâu lão sư tráng thí quân thí mà, lúc lên lớp thầy giáo thường hỏi các câu hỏi không. Sang khơ thực sư khâu lão sư tráng thí quân thí. Nỉ tráng khuấy tá lão sư thực quân thí mà, bạn thường trả lời câu hỏi thầy giáo không. Của tráng khuấy tá lão sư thực quân thí. Nỉ tráng toan len sân thỉ mà, của tráng toan len sân thỉ. Sinh chi liệu khứ sinh chi rư nỉ tráng xuân sớm mơ, thứ bảy của chủ nhật bạn thường làm gì. Của tráng cần nỉ bấm yêu truy khan tên đỉnh, tôi cùng bạn gái đi xem phim. Bây giờ sang phần duyệt tú bài 7 trang 40. Của sư liếu xuế sân, của xuế gì khan ủy, mai khưa dễ sư liếu xuế sân, tha dễ xuế gì khan ủy. Của mân tâu sư ủy yến quấn hoa ta xuế thật xuế sân. Của tráng truy thú xu quả, tha dễ tráng truy thú xu quả. Của tráng chia su, dễ tráng trai thú xu quản khan su. Của tráng khan trung quấn hoa bạo, dễ tráng khan in quấn bạo. Của khấn xảo khan trá trự, mai khưa khấn xảo trai thú xu quản khan su. Điều sứ khâu tha trai na trá dư liệu, điều sứ khâu chia su, có lúc thì mượn sách. Chinh thiên của khớ mai khơ y chỉ truy thú su quản, của chia su dễ khoán su cũng trả sách. Mai khơ bu chia su dễ bu khoán su, tha trừ trá dư liệu, anh ta chỉ tra tài liệu. Quản sang của mân y chỉ khan tên định, buổi tối chúng ta hơi cùng nhau đi xem phim. Bây giờ sang phần bài tập của nó, chữ bài tập. Mai khơ trai ủy yến quấn khoa ta suy trí khan ủy. Tuệ câu số 2, của tráng truy thú xu quản, mai khơ bu tráng truy thú xu quản, chua. Câu số 3, của tráng trai thú xu quản khan su, tôi thường ở thư viện đọc sách, tuệ. Câu số 4, mai khơ dễ tráng trai thú xu quản khan su, câu này là chua. Câu số 5, mai khơ bu tráng khan trá chữ, mai khơ rất ít khi xem tạp chí. Câu này thì là chua. Câu sang phần hội thoại, các bạn đọc cùng với tôi. Quản sang ní hiểu sư mà, buổi tối bạn có việc gì không? Mấy giờ? Chẳng có việc gì cả. Chẳng mất ý chỉ truy trang khả lao kê hảo mà, chúng ta cùng nhau đi hát karaoke được không? Hảo à, được thôi. Quản sang hiểu tên ỉnh ní khát mà, buổi tối có phim bạn xem không? Khát, xem, ní nữa. Còn bạn thì sao? Ủa dễ khát, tôi cũng xem. Cảm ơn y chỉ truy bằng, chúng ta đi cùng nhé. Hảo. Cha tìm tư liệu. Ní chảo sớm mắc, bạn tìm gì vậy? Của trái cơ tư liệu, tôi xem một chút tài liệu. Trung huấn tợ khái sư, ngoại huấn tợ, tiếng Trung hay là tiếng nước ngoài? Tinh huấn tợ, tiếng Anh. Thì chữ tạm mính chữ mà, bạn có biết tên của tài liệu đấy không? Chữ tạm, biết. Mượn đồ dùng, trang 41. Nỉ tai khăn ủy chữ tiện nữa mà, bạn có mang theo từ điển tiếng Hàn không? Tai là mang theo. Của trái cơ sư, tôi tra một chữ. Cái nỉ gửi bạn. Xiết xiện, bú khơi chị, không đừng khách khí. Trên đây, tiếng Trung VN vừa hướng dẫn các bạn xong bài 19, phần bài tập của bài 19. Chúc các bạn học tiếng Trung thành công.